Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Danh ca Giao Linh lần đầu tiết lộ biến cố lớn nhất trong cuộc đời khiến ai cũng sửng sốt. Tập 2 Hãy Nghe Tôi Hát, nhạc sĩ chủ đề 2020 có sự góp mặt của danh ca Giao Linh. Nữ nghệ sĩ kỳ cựu sở hữu giọng hát trầm buồn nên được khán giả đặt danh xưng nữ hoàng sầu muộn. Chia sẻ về danh xưng gắn bó với mình gần 40 năm, Giao Linh cho biết: "Tôi có một giọng hát buồn nên cứ 10 nhạc sĩ đưa bài hát buồn cho tôi thì 8 người hài lòng. Tôi may mắn được các nhạc sĩ giao cho các bài hát buồn và phần lớn các bài hát đó đều thành công." Ở tuổi ngoài 70, bà cho biết từng tự tin ở sức khỏe của mình. Vì thế, những năm trước bà hầu như không đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, 2 năm qua, sức khỏe giảm sút khiến bà tự nhủ không thể chủ quan. Cũng tại hậu trường của chương trình, bà kể mới trải qua cơn thập tử nhất sinh khiến bản thân sợ hãi. "Tôi vừa trải qua một cơn đột quỵ bất ngờ, tôi tưởng mình đã chết. Nhưng nhờ cấp cứu kịp thời, tôi may mắn qua khỏi. Từ đó tôi thay đổi cách sống, chăm chỉ tập thể dục và đi khám sức khỏe định kỳ." Đây không phải là lần đầu Giao Linh nhập viện. Cuối tháng 6 năm 2017, bà từng lên cơn đau tim khi đang thu âm một số bản nhạc. Lúc ấy bà cảm thấy mệt, tức ngực, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Các bác sĩ chuẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim, do bệnh tình chuyển biến nặng, nhịp tim giảm, bà được bác sĩ lắp 3 ống đỡ động mạch. Giao Linh và chồng Ram Võ chung sống bên nhau hơn 30 năm. Tuy không có con chung, nhưng bà coi 6 người con của chồng như con mình. Nữ danh ca cảm thấy hài lòng với cuộc sống bên ông xã và 6 con riêng của chồng. Giao Linh cho biết chính chồng là người động viên chăm sóc bà trong những lúc bệnh tật nhập viện. Ông cũng luôn đồng hành với bà ở các chương trình và buổi biểu diễn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.